Hun Sen là chỉ huy quân sự và chính trị, ngài Nuk Thong làm phó phụ trách chính trị, ngài Hieng Samin phó phụ trách hậu cần tài chính. Sau đó tiến tới thành lập đơn vị đầu tiên là đơn vị 125 ngày 12 tháng 5 năm 1978. Đơn vị này có hơn 200 chiến sĩ do ngài Nhất Huân làm chỉ huy. Trong ca vật hạt vì miền bị đậm nặng. Trong huấn luyện chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn ở Thủ Đức chỉ tập bắn súng, tập hành quân. Ở Long Giao thì học chi tiết về kỹ chiến thuật, đánh ở nhiều cấp, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn. Samdech Hun Sen dạy về lý luận chính trị. Hồi đó, tôi làm nhiệm vụ ghi âm bài giảng. Người bố trí hệ thống âm thanh. Thường sau bài giảng, ông ấy lại chăm chú nghe lại. Đó là điều tôi rất nhớ. Những tài liệu giảng dạy do ông tự biên soạn. Sau khi ông giảng xong, về nhà ăn cơm hoặc nghỉ ngơi, ông thường nghe lại bài giảng của mình và thường xuyên hiệu đính lại. Phía chính phủ Việt Nam coi chúng tôi là những người kháng chiến, là trụ cột đất nước, là những người đấu tranh để giải phóng dân tộc. Nên chính phủ Việt Nam đã bố trí chỗ ăn, ở, làm việc xứng với cương vị của chúng tôi. Samdech Hun Sen nhận thấy rằng Việt Nam bố trí cho chúng tôi tiêu chuẩn quá tốt, nên ông đề nghị Việt Nam cho ăn ở bình thường như mọi người dân, đừng để xa cách với nhân dân. Chúng tôi ăn sang, ở sang, trong khi nhân dân Campuchia đói khát, điều đó làm chúng tôi chảy nước mắt. Cùng với lực lượng vũ trang được xây dựng, chuẩn bị các điều kiện và từng bước chuyển vào trong nội địa Campuchia, thành lập lực lượng vũ trang tại biên giới Campuchia-Việt Nam. Những chiến sĩ Campuchia còn nhận được tin vui về sự nổi dậy của quân đội và nhân dân ở khu đông do Samdech Hun Sen, Samdech Chia Sin lãnh đạo, đã tạo điều kiện cho lực lượng Campuchia cùng phối hợp đánh chiếm huyện Mê Mốt, huyện Snuon và một số địa bàn khác ở các ấp, các xã tiếp giáp với Việt Nam, từ tỉnh Krache, Kampong Tràm, Previeng, Svayreng và một số địa bàn khác thuộc các huyện của tỉnh Kampong Tràm từ giữa năm 1978. Không phải là ngẫu nhiên mà Samdech Hun Sen trở thành nhà lãnh đạo. Tất cả quân đội lúc bấy giờ, ai cũng muốn nghe ông Hun Sen nói. Mỗi lần ông đến đâu phát biểu, thì tất cả đều chăm chú nghe, muốn nghe đi, nghe lại những lời giáo dục, huấn thị của ông. Samdech Hun Sen hiểu rất rõ tâm lý con người, hiểu xã hội và biết cần nói cái gì để cho người ta nghe. Tôi thấy đây là điều đặc biệt, vì người hùng biện thì nhiều, nhưng nói để người ta tin và làm theo thì không phải ai cũng làm được. Samdech Hun Sen thì có phẩm chất đó. Tình hình tiến triển nhanh chóng, nhưng cách mạng Campuchia chỉ có quân đội, chưa có tổ chức về chính trị để lãnh đạo. Chính vì vậy, Hun Sen khẩn thiết đề nghị phía bạn Việt Nam
giúp đỡ tạo điều kiện cho ông được gặp Samdek Hinsomri, Samdek Chiasin và các cấp lãnh đạo của các phong trào đấu tranh khác nhằm thống nhất lực lượng và thành lập một tổ chức chính trị để lãnh đạo cuộc đấu tranh. Chiều ngày 7 tháng 11 năm 1978, Thượng tướng Lê Đức Anh, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 7 là nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giúp xây dựng lực lượng vũ trang do Hun Sen lãnh đạo, đã mời 7 người dùng cơm chiều tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, chính tướng Lê Đức Anh đã nói với Hun Sen: "Sáng mai, ngày 8 tháng 11 năm 1978, tất cả các đồng chí sẽ gặp đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam." Bên đó, khi ông khi Việt Nam giúp chúng tôi, tôi đã đặt ra hai khả năng. Chúng tôi sẽ phải mất không dưới 4 năm để giải phóng đất nước. Phải đánh chiếm phía đông trước để làm bàn đạp đánh về phía tây, mở rộng vùng giải phóng. Đây là khả năng Việt Nam chỉ giúp xây dựng lực lượng vũ trang. Khả năng thứ hai là Việt Nam vừa giúp xây dựng lực lượng, vừa trực tiếp hỗ trợ quân sự, thì việc giải phóng đất nước sẽ rất nhanh. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 1978, cả 7 người trong ban lãnh đạo phong trào cách mạng Campuchia đã thảo luận trao đổi ý kiến thẳng thắn với ông Lê Đức Thọ, một nhà chiến lược của Việt Nam. Thông qua cuộc thảo luận, Hun Sen có thể khẳng định được rằng đất nước Campuchia sẽ được giải phóng trong thời gian sắp tới. Ngày 22 tháng 11 năm 1978, một sự kiện lịch sử đã diễn ra, đó là cuộc gặp cấp lãnh đạo của 4 trong số 5 nhóm đấu tranh. Nhóm của ngài Saiputhong, Tia Banh, không ra lộ diện, được do phải giữ bí mật về lực lượng đang nằm ém ở nước ngoài. Kể từ đó, Hun Sen cùng sống và làm việc với các nhà lãnh đạo khác, kể cả với Samdek Hinsomrin, Samdek Chiasin. Họ cùng nhau họp cả ngày lẫn đêm nhằm soạn thảo một cương lĩnh chính trị của mặt trận với tên gọi Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia. Tên gọi này phù hợp với tên gọi lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia. Như vậy, rất thuận tiện. Không cần phải đổi tên quân đội theo tên mặt trận là tổ chức chính trị sắp được thành lập. Có 8 nhà lãnh đạo của 4 phong trào đấu tranh. Mỗi phong trào có 2 đại diện được phân công soạn thảo cương lĩnh chính trị Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia để được thông qua tại Đại hội Mặt trận diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 1978 và cuối cùng chính thức ra mắt ngày 2 tháng 12 năm 1978 tại vùng giải phóng thuộc huyện Snuân, tỉnh Krache. Chẳng đi ạ. Mê món cợt một cổ món, rứa cổ món cợt một mê món. Như vậy là con gà đẻ ra quả trứng, hay quả trứng đẻ ra con gà, chính là ở điểm này. Vào năm 1970, thì tổ chức chính trị được thành lập trước, lực lượng vũ trang thành lập sau. Mặt trận của Samdek Norodom Sihanouk là ngọn cờ chính trị được thành lập trước, lực lượng vũ trang được thành lập sau. Nhưng trong giai đoạn mới này, lực lượng vũ trang được thành lập trước, còn mặt trận chính trị được thành lập sau. Đây là điều lịch sử cần phải ghi nhớ. Không có quân đội thì không giải phóng được đất nước. Chỉ có mặt trận, không có quân đội thì sẽ ra sao?